Thế nào là tầm dục? Thực tế đó là do mình nói ngắn gọn quá, mà mình phải nói là cái suy tầm về cái dục, tư duy suy nghĩ về cái dục. Cái dục ở đây không có nghĩa là cái vấn đề nam nữ, không phải, mà cái dục đây có nghĩa là cái sự ham muốn trong các cái sự hưởng thụ giác quan. Ví dụ như chúng ta muốn nhìn thấy những cái hình ảnh đẹp thì nó cũng là dục tầm đấy. Rồi chúng ta thích nghe những âm thanh hay, ví dụ như chúng ta thích nghe ca nhạc, thích nghe cải lương, nó cũng là dục tầm. Chúng ta thích ăn ngon, nó cũng là dục tầm. Hoặc là bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị nó nghĩ là bây giờ chút nữa về nhà thì sẽ nấu cơm, làm đồ ăn, đi chợ, nó cũng là dục tầm. Và đương nhiên là trong các dục thì cái việc nam nữ là nó nặng nề nhất.